uy tín tại shop gãy lacing shop.vn. Hello anh em, có anh Thang ở nè các bạn. Nó biết mình chứ. Nè các bạn. Mình vô mình biết là ban đậu mé đi mua. Đậu mé nói mới có nói dạng dịch. Anh dịch đậu mé bực phải không ai? Sẵn bực, đậu mé bực bữa giờ đây. Mấy nó lấy cái chuyện tâm linh nó lấy chú chín ra nó đụng mày, nó giỡn máy tính, nó giỡn mình mua gà mua dịch bực không? Sẵn bực. Mấy mẹ nó kêu đậu mẹ người dành phao câu đậu mé đồ gà cho mày. Đậu mé nó kêu vợ, vợ kêu lên. Nó vẫn anh em mình đậu mé vợ, vợ tao đâu, đậu mẹ kêu vô đây ăn. Hình của em có đó, đậu mé gia đình ăn hấp mẹ. Bữa nói chuyện đi, lấy đưa đâu đó, đậu mẹ mày lấy con gà dịch nhậu rồi chứ. Anh em cho em biết là anh em mình cũng say quá. Bây giờ thiệt là xuống nó đủ nó cứ tơi tâm linh nó trao bé trời. Thôi thôi bây giờ tao nói mày dài đâu mấy. Giờ mình trượt mẹ nó. Giờ mình trượt mẹ nó. Thôi tâm linh tâm liếc được rồi. Ý anh nói rằng em đốt máy tính thì không được. Giờ mình đốt mẹ nó bụi chi. Giờ mình đốt mẹ nó bụi chi. Dạ khỏi tâm linh tâm liếc. Mẹ nó điên nha. Bây giờ đậu mẹ trời giải trời trượt khổng. Trời nó cháy luôn cái gì cái số mày luôn rồi hả đúng không? Nó cháy tiền nó cháy gờ lắm á. Chứ giờ sao mày thấy sao? Đâu anh nói vậy đúng dạ, không vậy cho ông ngoại ông đi ngoại bữa đi đi đâu ông ngoại dạ canh ruộng ấy chúc ngoại vui vẻ ông ngoại tao vui lên nó không có tiếng trả lời giờ những cái lời nói của mình đây là đừng tính chút còn nữa nha mà có người nghe chút là lỡ mà tiếc thì thiệt cái này ông chỉ à, em với anh luôn vậy thôi bây giờ sao mà làm chi bật hơn không nói vậy à. Anh nói vậy là em nghĩ được cũng rất hay để sao giờ mình đổ đậu mé mình đổ có thiệt nói dân dân đi làm sao giờ thì mình đi mẹ đường đâu cháy thiệt là thiếu mẹ mình đốt mình ăn không sao à mình dùng chi nó có mấy cái chi khô ấy là mình đốt ở ngoài mình dễ là đốt thâu rồi lỡ mày tấu ấy rồi tấu mình tách mình dập rồi đúng không thì nhận là nó sang nhất cái dùng nó vào tấu nữa lên chu chính hiện lên chu chính hiện lên chơi là lớn nhở chán không mé rồi mình nó giống rồi là mấy cây coi được anh nói vậy là giờ em thích rồi hả em muốn em lớn quá đừng mày tôi lên đừng 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 vừa đừng đừng mày thế ra đâu mày chết rồi đâu mày đâu nữa đi vô xin rong mi rong mà hốt cái bà này vô đó mẹ cái bà sửa cái dòng tiền này con trai sợ mưa rồi bác ơi chờ con có rong mà chờ con ít đây bác chờ cho con ném đâu rồi ném đâu còn dạ, ném đâu cũng một ôm thôi. Ném đâu cũng một ôm thôi. Ôm cho bà khỏi ăn luôn. Đủ mé. Hai bạn đã nhìn đâu kìa. Thế giới này là của anh và anh có quyền đi với em. Bật sáng tất cả đèn xanh. Anh chạy thật nhanh với em kế bên vai và chai champagne em cầm trên tay. Hết đêm nay uống không say đến ngày mai tiếp về cha. Chỉ cần em chơi với anh là cả thế giới này thuộc về em. Bị địch đủ bà nó sợ anh nó sợ thôi hốt cái cổ nhả thôi ít đi mà anh làm cái đét anh nhá chiêu nữa anh hốt thì nó mà nó đồ ăn của nó mà đi chiêu nữa anh chiêu nữa anh quá không chiêu nữa anh thì hả dọn cho nó chết chết đốt nhà luôn nha đốt luôn coi gọn lại xíu rồi đâu được đâu cảm ơn bác dạ tháo được rồi bè cảm ơn nha con bác là rất là tốt luôn các bạn. The South King. Hello anh em, đẹp mấy đẹp chưa? Đẹp, 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 đẹp trong lòng mà thấy được không? Để lấy lẽ chị lại chưa? Ờ, có mẹ chị gì? Để cho em về làm gì? Đậu mẹ em nói giỡn giỡn mà làm thiệt mà đi ngay sao mày? Anh cháy đậu mẹ vì sao vậy? Mày ngu một xíu vậy? Ủa mày thiệt tâm linh luôn á. Chơi mà nói ví dụ chín đậu nha, mà khóc luôn đi. Đậu mẹ em nói giỡn hả thiệt á? Dạ nó ngay, em vô lát công việc nha. Mày, bỏ nhẹ xe nói cho ông. Mày đang cùng cho chị một phút này không lấy. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Con
chuyện sản phẩm. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, tự hỏi rằng sẽ có thế nào. Mày nói đi, chị lại tao thôi. Đủ mấy cái bình cò chưa? Đủ mày nó nối bình ga kìa. Đủ kia cái bình cò đó. Tưới nước rồi mà. Cái nào nguyên bình cò đó vậy? Đủ mày. Đủ mấy cái bình cò này. Đúng rồi, mấy bình cò này. Cái thái tụi mắc lùa. Ai đốt? Đủ mày hai bình quát lốc chay. Quần đậu mày ai biết syndrome mà tao tốn thiệt cho. Đậu mày cái xuống hồn nào. Em nói giỡn chảy mà tốn thiệt. Ai biết mày nói. Nói mày chết trai sao. Ai biết đậu mày tao tốn mày nói thiệt. Đậu tao đẹp. Đậu mày tao nó đậu mày nó nói giờ. Tao á. Tao á. Tao đánh cầm đấy là tao hù mày. Hù sao. Đấy là tao giỡn ổng đốt cho mày sợ. Mày khỏi làm tâm linh nữa. Đủ ở ngoài đây, ông đốt, ông quẹt ra đốt mày. Đủ mày, tôi quẹt cho chơi bút nè. Đủ mày ra xuống, mày chăng ngu lấy tiếng đúng không? Ông quất lục tao để đẹp ý. Mày nãy giờ không chạy ra đồ nước chị nó cháy sao? Coi thường nó cháy nha mày. Mày nè, con. Sợ nước em. Sợ nước em giúp. Mày. Chơi anh xuống này anh quá. Con khô mấy cây đồ ạ, anh này. Này hết chuyện tao rồi. Đó là cháu nhìn cháu thật giữa anh đủ rồi anh biết cái coi tàng tàng biết nó còn muốn đâu đây chưa đủ đây nhà chắc chắn nào tất cả em sẽ không nhà lo xem nhất đêm nay đó vậy đứa đậu mày kêu cầu đốt nhà đó điều không ý đốt thiệt luôn em nói từ từ chờ em ra cho mày biết kinh quắc rồi mày nói sao đi chứ đừng vô lấy bình cờ đậu mày tôi lấy thùng vẹt đốt cho anh như bình cờ gì em để dở dở đốt tàu quên nó đốt cháy kia nó không phải dở dập đâu nha quá dạ do mày bị tao mày ý là tao. Ủa mày biết tính nào nghi thơ đầu động. Tính nào nghi thơ đầu động. Ủa mày mày bày đó. Dạ biểu mày. Ủa mày bày. Ủa mày đậu mày cho nó bày tôi. Trời chứ mà chú mày ấm ấu là bị mạng tăng. Mày giải mày. Ai biểu mày tao đâu. Chí nhà thiệt rồi bà tính sao. Đồ mày biết tính nào nghi thơ đầu mày đó. Tao hiểu đâu mày. Anh muốn lớn cho nhỏ nữa nè. Đèo mày cũng biết suy nghĩ là sao mày muốn hiểu tiếp. Ừ. Mày ông là không nói gì với mày rồi cũng đi bè ông vậy mày. Tao kêu ông chờ tao. Vậy trời đáng đừng hù mày sao mày sợ. Vậy trời đáng coi cái ngày sân đáng điểm lên cái chi gì hết á. Tại đúng không? Ghen gì, gì tao đậu mày ăn ghen gì tao. Mày làm ghen gì tụi tốt chung ăn hết mẹ đâu. Con kem hẹn con mà sao con luôn nè. Chế nhà là hôn. Là anh nói vậy tao mới định hù mày cái vụ đây nè. Má dịch mẹ. Anh em gì đủ mấy chuyện. Đừng tắp vô mày nó còn ngu ngu nó cháy á. Còn cháy á. Tiếp đậu mày nó kêu đốt thôi bơi sao không bơi sao. Mày mày thằng nào bày vậy? Quần tiếp à. Quá à. Đậu mày mày biết tao tính tao người. Tao đặt một cây vô đèo tao cho tính luôn. Đậu mày tôi mà ngu. Tôi ai ai ai. Đậu mày quay vào đó đâu. Lộng lan mày làm gì muốn quá dữ mày. Người ai sẽ lo cho nó khi ông bà ngoại đã già yêu. Ai chăm sóc cho nó được bằng như mẹ hiền dấu yêu. Con quýnh đầu rồi chứ mà đi nhà quýnh không? Dạ bộ cái đầu chưa động vô. Quýnh mà sao? Vậy sẽ làm que vậy này khối ly rồi quýnh cho mày ngu chứ mày. Mà con mày làm gì lấy cây tôi tưởng mà đập ống chứ. Này trời đúng này trời, này trời, này trời đúng ngu luôn á. Mày tin mày coi lại lúc đầu rồi, rồi ai bày rồi biết mà. Ai biết mày bày? Ai bày? Mày, mày nói đốt luôn nhà cho nó luôn. Anh nói bày trước cái nhà. Im bày nhà điện nhiều ra. Đồ má nhà cháy là lên ăn lên tu quốc nữa. Đồ mày chơi ngu ngu sao mà ngu. Mày hiểu ý tao nè Phúc. Ừ. Tao làm vậy. Bèo mày đậu mày nó. Quốc bị bàn tang làm điên trời. Thì ai nghĩ ổng lại đốt thiệt mày. Đốt nhà rồi đây. Đồ thằng ngại kia còn nói chi nữa mày. Mày thấy không? Mày thấy nó cháy hết cây gốc luôn không? Mày tướng giỡn rồi em. Cháy đậu hết nữa rồi kìa. Hồi nãy tao sợ nó cháy tao thấy nó phục phục lên đó. Đồ nó cháy là đồ nó cháy bụi là nó vô trong cái nhà luôn á. Đồ nó cháy lên đây luôn rồi. Đậu mày mệt chứ mày chói gì cả thì điên ra. Thôi đó. Mày đậu mày. Đậu mày nó bày.
nghe. Mẹ làm gì tao nói ông, vì đốt bụi trì chứ đứng ở núi. Thôi im mày, mày đụng lớn không? Không đụng mẹ nè. Cháu đằng đây thôi đụng. Đó lớn đụng, đụng không biết đụng ăn chữ tê tu luôn. Nhấy đụng mẹ mày tao biết tao rồi còn mày. Mẹ xuống biểu tao cầm cái quay ra quay nữa chứ. Em muốn hiểu sao mà sao anh có thùng quẹt, em đã nói thôi quay 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 chứ làm vậy. Thùng quẹt ngàn phút kìa. Quay biết mày. Thùng quẹt xe lớn kìa. Tụng quá. Cứ bè ở đây quay phim quay quay vậy. Thì ổng rồi cho mày, ý là tao quá cho vậy sao được cái hiểu đi. Tao làm cho mày sợ mày khỏi cái làm tâm lên mày phân tao nữa. Đốt bụi tri mà kêu sợ mày. Đây là ngu chứ sợ gì. Đây là mẹ bữa sau chiệt khỏi cái nói tâm linh. Đây là cho ngu lên tiếng là nghe của em đúng không? Cho ngu lên tiếng á. Không biết gì mày nói. Muốn nhìn tao cái đụng tao tức quá. Quốc quốc trai. Em mà vào quốc nha. Quốc cái đụng mày né ra tụi luôn. Rồi quốc tao tức quá rồi. Vậy á. Quốc định thở đưa trên mạng cho biết là cho ngu phải ăn đòn. Không tưởng hình này. Chú quấn mày làm vậy? Mày quấn ông đồ mày ông kiện rồi sao mày? Ai đâu quá đâu quá đâu quá mày chó mày, tức dữ mày. Má cho ngu. Cái gì bay đừng có cho ngu vừa vừa thôi nhân bay. Tao nói vậy nó bày tôi biết tính tôi ngây thơ rồi nó bày vậy. Anh ngây thơ quá. Mày quá. Ngây thơ, ngây thơ. Đáng á. Anh biết kêu mày thơ. Chứ đâu mày. Cho ngu, cho ngu. Vậy ơi trời ơi trời ơi trời ơi. Thì bạn cho chúng anh nó rú anh mở giờ cư rồi. Anh nó rú anh mở giờ cư rồi. Đừng sợ lúc ấy sẽ ra sao. Tự hỏi rằng sẽ có thể nào. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh thấy nó trò đẻ anh cười. Còn đi đây mày. Ờ tao sợ trò. Chạy á đứng cười người hôm trước hôm sau người cười á đấy cười đấy đụng quá trời giờ đụng mất vậy đụng vào đây nếu vậy là kịp là đụng nó chết bằng như bụi điều nghĩ hậu quẹ luôn à hầu lớn rồi em nói nha nó bị tôi cứ biết làm cái gì cũng suy nghĩ tao đúng nhà anh cũng bè thứ tóc rồi chứ không phải hai thứ rồi đâu anh cũng biết suy nghĩ chứ sao tiền anh lấy ngon này đúng rồi cái gì em đòi tiền á đây đòi lấy bằng cờ ra đúng không ủa cái tiền này rồi đòi bằng cờ nó quanh vô nối cho chết luôn á nó le xong rồi nó quên nó quay cái bàn cờ vô nữa nó ngu sao mà nó ngu anh thấy nè nó chốc lên quý nó không như bàn tay tôi chứ khác gì đâu mà nói anh thấy không cái lúc mà anh bị chọc đít thấy không nó cùng thuyền với anh mà nó cười đẻ không đúng vậy anh nghĩ là tức không đó nó chơi hiểu chứ đâu chơi người đâu mà nói chơi gì cái đụng này nó chọn mở mày nha không là nắng lắm à em quần của em cái đụng em giờ sao giờ kết thúc clip hả kêu dọn đây chơi đi trời. Đâu, dọn ở đây. Đủ tụi trong, tụi trong cho tao giờ tụi dọn tấu nên nó phật là nó cháy lại. Cháy lại rồi sao? Ai chịu, anh chịu với ai? Đâu, đủ mẹ nó đi. Chết luôn. Chết luôn. Ai hiểu là mày tao tâm linh quân gà ăn dịch rồi lại. Gà chưa chơi. Bữa ăn gà 100 ngàn. Đủ mẹ đền. Ông vừa phải là tụi nó ông lần này cho tao. Con gà ăn dịch 100 ngàn thôi đền. Anh cháy ở nhà anh đền được không? Trời trời trời. Ủa điện thoại thằng nào đây? Hè gà. Ai đủ bỏ điện thoại luôn.